Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em môn địa lý sáng bài số 9 sách cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu có thể quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ quay bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 9 cấu tạo của trái đất, các mạng kiến tạo, núi lửa và động đất. Giờ học xong bài này em sẽ cái phần này các em sẽ đọc thêm nhé. Mình sẽ quay bài học nội dung chính của bài học hôm nay. Đã bao giờ em tự hỏi là bên trong trái đất được cấu tạo như thế nào? Những gì đang diễn ra bên trong lòng trái đất? Tại sao nhiều nơi trên trái đất phải hứng chịu các thiên tai kinh hoàng như là núi lửa và động đất? Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang cần mạng tích cực tìm kiếm những biện pháp nhằm khám phá trái đất để trả lời các câu hỏi của con người về trái đất nhé. Và học xong bài này mình sẽ trả lời được câu hỏi nhé. Như là trước hết mình sẽ học về cấu tạo của trái đất trước. Hình 9.1 chính là các lớp bên trong của trái đất. Như vậy lớp ngoài cùng của chính là vỏ trái đất. Giờ tiếp theo là lớp manti. Tiếp theo sẽ có lõi trong và lõi ngoài của trái đất. Người ta còn gọi là nhân của trái đất nha. Phần khắc nguyễn thì sẽ gồm có vỏ trái đất và một phần của lớp manti. Đúng không? Độ dày của đông vỏ của lớp manti sẽ là 2.900 km. Và lõi trong và lõi ngoài chính là lõi của trái đất sẽ là khoảng 3.400 km. Như vậy là vỏ trái đất sẽ được cấu tạo bởi 3 lớp. Vỏ trái đất, lớp manti ở giữa và lõi của trái đất. Vỏ trái đất chỉ dày từ 5 đến 10 km đến khoảng 20 km ở đáy đại dương. Nhưng ở những khu vực có khối núi cao đồ sộ trên lục địa thì vỏ trái đất dày đến 70 km. Giờ nếu tưởng tượng trái đất giống như là một quả trứng thì vỏ trái đất mỏng như quả trứng vậy. Lớp manti là lớp áo dày đến 2.900 km được bao bọc lõi trái đất và chiếm gần 70% khối lượng trái đất. Vật chất chủ yếu là sẽ là sắt, niken và silic ở trạng thái rắn. Lớp này đã nguội hơn so với lõi trái đất nhưng có nhiệt độ cũng khoảng từ 1.300 đến 2.000 độ C. Tiếp theo là lõi trái đất là một khối cầu có bán kính gần 3.400 km, chiếm gần 30% khối lượng của trái đất. Vật chất chủ yếu sẽ là sắt. Lõi trái đất được chia thành hai lớp, lõi trong rắn và lõi ngoài sẽ lỏng. Nhiệt độ ở lõi trái đất nóng như bề mặt của mặt trời, từ 4.000 đến 5.000 độ C nhé. Như vậy là hình 9.2 là sơ đồ vỏ trái đất. Như vậy là mình thấy là vỏ lục địa thì sẽ nhẹ hơn, có độ dày tối đa là khoảng 70 km, đúng không? Còn vỏ đại dương thì sẽ là nặng hơn, nằm ở phía dưới nhé, có độ dày từ 10 tới 20 km. Và phía dưới sẽ là phần trên của lớp manti. Giờ tiếp theo, con người luôn muốn khám phá bên trong lòng trái đất, bên khoan sâu vào lòng trái đất để tìm khoáng sản. Độ sâu lớn nhất hiện nay người ta đã tìm khoan tới là 15 km. Tại các mỏ sâu nhất ở Nam Phi, người ta có thể khoan xuống độ sâu vài 3 km. Muốn nghiên cứu cấu tạo bên trong trái đất, người ta phải dùng các phương pháp địa vật lý, nhờ cái bị gọi là máy đo địa chấn nha. Chứ người ta không thể dùng máy khoan khoan xuống mức độ cao, độ sâu là cả ngàn km là không thể, đúng không? Thì sức nóng của lớp manti sẽ làm cho các vật chất của các mũi khoan sẽ bị nóng chảy hoàn toàn, đúng không? Lớp trên của manti dày khoảng 420 km, vật chất chảy quánh chịu, đá bị chảy lỏng và di chuyển chậm khoảng vài km một năm, tạo thành các dòng đảo lung. Do sự di chuyển này mà nó kéo theo các mảng thạch quyển nằm bên trên di chuyển theo. Giờ tiếp theo là mình sẽ có một câu hỏi đây. Đọc thông tin và quan sát hình 9.1, hãy mô tả cấu tạo bên trong của trái đất. Như là mình đã xem hình, mình đã đọc thông tin, mình trả lời được, đúng không? Giờ hãy trả lời luôn nhé, vì cái này mình đã đọc rồi. Như vậy cấu tạo bên trong của trái đất sẽ gồm có 3 lớp: lớp vỏ trái đất, lớp manti và vỏ trái đất và lõi của trái đất, đúng không? Vỏ trái đất dày từ 5 đến 10 km đến khoảng 20 km ở đáy đại dương, dày khoảng đến 70 km ở khu vực có núi cao đồ sộ trong lục địa. Lớp manti sẽ dày 2.900 km bao bọc lõi và chiếm khoảng 70% khối lượng trái đất. Vật chất chủ yếu sẽ là sắt, niken, silic và nhiệt độ từ 1.300 độ C đến 2.000 độ C. Lõi trái đất là một khối cầu có bán kính là 3.400 km chia thành hai lớp. Lõi trong sẽ là rắn và lõi ngoài sẽ lỏng, nhiệt độ từ 4.000 đến 5.000 độ C, đúng không?
Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn nha. Giờ tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về khạch quyển. Khạch quyển là lớp vỏ đá của trái đất, gồm có vỏ trái đất và phần trên cùng của khạch mạc của lớp anti. Khạch quyển dày khoảng 100 km. Vỏ trái đất được cấu tạo bởi các loại đá rắn. Các loại đá được hình thành do sự lắng động vật chất được gọi là đá trầm tích, ví dụ như đá sét, đá két, đá vôi. Còn các loại đá được hình thành bởi đá nóng chảy ở dưới sâu trong lòng đất phun lên và đông đá cứng gọi là đá mốc man, ví dụ như đá granite và đá basalt. Tiếp theo mình sẽ học về các mảng kiến tạo. Theo các nhà khoa học địa chất thì khạch quyển được chia tách bởi các đứt gãy sâu tạo thành các mảng gọi là các mảng kiến tạo. Bảy mảng kiến tạo lớn gồm có mảng Á-Âu, đây mảng Á-Âu nối liền từ châu Á đến châu Âu, mảng châu Phi, mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Án Úc, mảng Thái Bình Dương, mảng Nam Cực, ngoài ra còn có nhiều mảng nhỏ khác. Và bây giờ mình sẽ xem hình đây. Hình 9.3 lược đồ các mảng kiến tạo lớn và các vành đai núi lửa động đất trên trái đất. Cái đường màu đỏ chính là ranh giới giữa hai mảng xô vào nhau. Còn đường màu xanh chính là ranh giới của hai mảng tách xa nhau. Cái biểu tượng này là núi lửa, biểu tượng này là đới động đất. Đây là hướng chuyển động của các mảng và động đất mạnh là những cái nút màu xanh này. Như vậy mình thấy có cái mảng lớn là mảng Á Âu này, đúng không? Mảng châu Phi, mảng Ấn Độ, Ấn Úc, mảng Nam Cực, mảng Nam Mỹ, mảng Bắc Mỹ và mảng Thái Bình Dương, đúng không? Ngoài ra mình thấy là có một số mảng nhỏ chỗ này, đúng không? Và ở đây mình thấy là có một cái vành đai Thái Bình Dương, chính là vành đai lửa Thái Bình Dương đây, đúng không? Sẽ nằm từ bên bên đây qua bên kia luôn, đúng không? Giờ tiếp theo, các mảng kiến tạo chuyển động tách xa nhau đó là phần ở giữa các đại dương thế giới. Các mảng này là có chuyển động sâu vào nhau, như là giữa các mảng Ấn Úc và mảng Á Âu, giữa mảng Thái Bình Dương và mảng Á Âu, đúng không? Giờ khi các mảng chuyển động tách xa nhau thì magma nóng chảy sẽ được phun lên ở nơi tiếp giáp giữa hai mảng, tạo thành các mạch núi ngầm giữa đại dương hoặc là một số đảo núi lửa. Khi các mảng chuyển động sâu vào nhau ở nơi tiếp giáp giữa hai mảng sẽ có nhiều núi lửa, thường sẽ giao động đất có thể cả sóng thần, một số nơi hình thành ở các bước sau. Giờ ở đây mình sẽ có hai câu hỏi. Quan sát hình 9.3 hãy xác định 7 mảng kiến tạo lớn của trái đất. Như là 7 mảng kiến tạo mình đã vừa mới đọc xong, đúng không? Xác định ranh giới giữa hai mảng tách xa nhau và cho biết những mảng nào tách xa nhau. Mình vừa mới xem hình xong mình biết, đúng không? Bây giờ mình trả lời luôn nha. Như là 7 mảng kiến tạo lớn của trái đất gồm có bạn Bắc Mỹ, Nam Mỹ, mảng Á Âu, mảng Phi, mảng Nam Cực, mảng Án Úc và mảng Thái Bình Dương, đúng không? Đây là các mảng kiến tạo lớn của trái đất. Ngoài ra mình sẽ có thêm một số mảng nhỏ này. Và trong bản đồ thì xác định ranh giới giữa hai mảng tách xa nhau chính là những đường màu xanh nha. Như vậy mình sẽ có các mảng tách xa nhau gồm có mảng Bắc Mỹ và mảng Á Âu, mảng Thái Bình Dương và mảng Nam Cực, mảng Phi và mảng Nam Cực, mảng Nam Cực và mảng Ấn Úc, mảng Nam Mỹ và mảng Châu Phi nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ học về núi lửa và động đất. Núi lửa. Núi lửa là hiện tượng xảy ra ở nơi vỏ trái đất bị giãn nứt. Khối vật chất nóng chảy ở dưới sâu gọi là magma được đẩy lên theo các khe nứt chảy tràn trên bề mặt trái đất rồi dưới dạng gọi là dung nham, kèm theo là khối cho bụi khổng lồ. Sự di chuyển của màng kiến tạo là nguyên nhân gây ra núi lửa nha. Phần lớn núi lửa nằm dọc quen biển hoặc là giữa đại dương, trên các đảo và quen bờ của Thái Bình Dương có nhiều núi lửa nhất thế giới gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương. Vành đai lửa Thái Bình Dương kéo dài từ New Zealand qua Nhật Bản đến Alaska, chạy suốt bờ Tây của Bắc Mỹ và Nam Mỹ luôn. Núi lửa phun trào gây nhiều hậu quả, tuy nhiên phong cảnh núi lửa có giá trị du lịch. Đất ở vùng xung quanh núi lửa đã tắt, rất màu mỡ. Gần núi lửa có thể xây dựng các nhà máy điện, địa nhiệt và có thể khai thác nguồn nước khoáng nóng cho du lịch và nghỉ dưỡng. Mình thấy là nguồn nhà máy điện, địa nhiệt có nghĩa là sử dụng sức nóng phía dưới lòng đất.
người ta đưa cái phần sức nóng đó lên để người ta làm chạy máy phát điện, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đọc cái phần ý bên đây. Dung nham nóng chảy, chàng da sẽ khiêu cháy và chung rùa mọi khứ trên đường đi của nó. Cho núi lửa trộn với nước mưa, nhất là ở vùng núi nhiệt đới, sẽ gây ra lũ quét, lũ bùn, lở đất đá. Cho bộ núi lửa đổ xuống có thể làm sập mấy nhà, phá hủy các công trình như là cầu cống, vùi lấp đa đồng ruộng. Cái đám mây cho núi lửa có thể cản trở các chuyến bay quốc tế. Những khí độc từ núi lửa phun ra có mùi khó chịu, gây hiện tượng khó thở và có thể làm biến đổi khí hậu. Ở nước ta có nhiều diện tích đất basan màu mỡ, nhất là vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, rất thích hợp để trồng cà phê, cao su và hồ tiêu. Đó là do các đợt phun trào núi lửa cách đây hơn 10 triệu năm, đến cách đây ngày nay khoảng dưới 1 triệu năm, đúng không? Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi. Hãy xác định sự phân bố của vành đai lửa Thái Bình Dương trên hình 9.3. Như là lúc nãy mình đã xem hình 9.3, giờ thì mình trả lời là sự phân bố của vành đai lửa Thái Bình Dương sẽ kéo dài từ New Zealand qua Nhật Bản đến Alaska, trải dài suốt bờ Tây của Bắc Mỹ đến Nam Mỹ luôn, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học về động đất. Động đất là hiện tượng tự nhiên xảy ra đột ngột từ một điểm ở dưới sâu trong lòng đất. Có nhiều nguyên nhân sinh ra động đất, nhưng chủ yếu là do tác động của các lực bên trong trái đất. Các trận động đất lớn ở vùng núi có thể gây ra hiện tượng đá lở, thậm chí lở tuyết lở. Ở biển còn có thể xảy ra sóng khàn, tạo ra nên thảm họa kép chính là động đất và sóng khàn, tàn phá các địa phương ven biển ở những vùng đông dân cư. Động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mình thấy là năm 2011 thì Nhật Bản đã xảy ra một trận thảm họa kép chính là động đất, tiếp theo một sóng khàn rất lớn, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về khang Richter là dụng cụ để xác định cường độ động đất. Khang được chia làm 9 bậc. Bậc dưới 4 độ gọi là bậc động đất nhỏ, rất nhỏ, ít gây ra thiệt hại nhưng cảm nhận được đồ vật rung lắc. Động đất từ 4 độ Richter đến 5 độ có thể rung lắc, phát ra tiếng động từ các đồ vật trong nhà, có thể làm đồ vật trên kệ, giá kệ rớt xuống. Động đất từ 5 độ đến 6 độ có thể gây ra thiệt hại các công trình xây dựng. Từ 6 đến 7 độ, nhiều nhà được xây dựng tốt cũng bị phá hủy. Từ 7 đến 8 độ, hầu hết công trình xây dựng bị phá hủy và sập đổ hoàn toàn. Còn bậc 8 trở lên là thảm họa trên quy mô lớn. Giờ mình xem hình 9.4, đây là một cảnh quan tàn của thủ đô Kathmandu, Nepal, sau trận động đất ngày 25 tháng 4 năm 2015, đúng không? Như là sau thảm họa thì là nhà cửa bị tan nát hết. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi. Hãy xác định các đới động đất trên thế giới hình 9.3. Giờ lúc nãy mình đã xem hình 9.3 thì mình thấy là các đới động đất trên thế giới gồm có phía đông nam mạng Á Âu, phía bắc và phía tây của mạng Thái Bình Dương, phía tây mạng Bắc Mỹ và mạng Nam Mỹ, đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi này luôn nhé. Như vậy là các đới động đất trên thế giới gồm có là phía đông nam của mạng Á Âu, phía bắc và phía tây của mạng Thái Bình Dương, phía tây mạng Bắc Mỹ và mạng Nam Mỹ luôn. Giờ để dự báo địa điểm và thời gian xảy ra động đất, hiện nay con người đã thiết lập nhiều trạm nghiên cứu với những dụng cụ đo đạc chính xác để cố gắng hạn chế những thiệt hại do động đất sẽ gây gì. Như vậy ngày nay thì người ta đang tìm cách để dự báo được trọng đất, để di chuyển người khỏi khu vực nguy hiểm, đúng không? Giờ tiếp theo là tìm hiểu về cách quy tắc thực hành an toàn khi sử dụng đất theo các địa chỉ sau. Đây là trang chính thức của chính quyền tỉnh Aichi, Nhật Bản, bản tiếng Việt nha. Còn đây là trang trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường của nước ta khi có động đất xảy ra. Các em có thể truy cập vào hai cái địa chỉ này để xem nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ qua tiếp câu số 1 phần luyện tập nhé. Hãy vẽ hình thể hiện cấu tạo của trái đất và mô tả 3 lớp cấu tạo của trái đất trên hình đồng. Như vậy các em có thể quan sát hình 9.4, cái lớp bên trong của trái đất, và mình sẽ vẽ theo nha. Câu số 1 thì các em sẽ vẽ luyện tập dựa vào hình này để vẽ nhé.
Giờ tiếp theo là câu số 2, vì sao có tên gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương? Thầy trả lời câu hỏi số 2 luôn nha. Như vậy, tên gọi vành đai lửa Thái Bình Dương do đây là một khu vực thường xuyên xảy ra động đất bởi núi lửa bao quanh vòng lòng chảo Thái Bình Dương. Nó có dạng tương tự như là vành móng ngựa dài khoảng 40.000 km. Nó gắn liền với một dải liên tục các dãnh đại dương và vòng cung quần đảo, các dải núi lửa và sự chuyển động của các mạng kiến tạo. Khoảng 71% dạng động đất có cường độ mạnh nhất thế giới diễn ra tại vành đai lửa. Nó đi qua quần đảo Samoa, Indonesia và cả Peru luôn. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu số 2, chọn một trong hai nhiệm vụ. Như tiếp theo mình sẽ làm câu số 3 nha. Hãy tìm kiếm thông tin trả lời cho câu hỏi trước khi núi lửa hoạt động thường có những dấu hiệu nào. Thì mình thấy là trước khi mà núi lửa hoạt động thì có dấu hiệu là một nước giếng sẽ bị khai động, và thấy là phía nước giếng có nổi bong bóng lên, và mình thấy là các động vật hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, chim chóc sẽ bay và những con qua động vật sẽ di chuyển hoảng loạn, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là câu số 4. Giả sử em đang du lịch ở tỉnh Aichi, Nhật Bản, em sẽ làm gì nếu đang đi ngoài đường thì sẽ xảy ra động đất? Như là khi đang đi ngoài đường sẽ xảy ra động đất thì mình sẽ tìm cách tránh xa những vật có thể dơ xuống chúng mình nha. Còn nếu mình đang ở trong cửa hàng thì sẽ xảy ra động đất thì mình sẽ tìm góc phòng ngồi xuống, tránh cửa kính, che mặt và đầu bằng sách, đúng không? Hoặc là cặp. Còn nếu mình đang ở trong nhà hoặc khách sạn thì sẽ dâng đất, thì mình sẽ chui xuống gầm bàn, gầm giường để mình sẽ tìm cách che chắn những như là đầu của mình, mặt của mình, đúng không? Cho an toàn nha. Giờ như vậy là mình xong bài diễn hôm nay. Nếu các em thấy hay dạng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nộp cho đăng ký kênh Thầy Liêm. Bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.